Sáng ngày 29 tháng 2 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện quyết định tạm giữ và lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Văn, sinh năm 1995, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, về hành vi giết người. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 24 tháng 2. Theo thông tin ban đầu, trước đó khi đang đi trên phà từ Gành Hào sang bờ xã Tân Thuận thuộc huyện Đầm Dơi, Nguyễn Đình Văn đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Bùi Văn Tý sinh năm 1990, là người địa phương và cả hai đã đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó Văn đã điều khiển xe chở một thanh niên khác rời đi. Tý lập tức lên xe đuổi theo, khi đến khu vực ấp Thuận Hòa A, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi thì đuổi kịp và tiếp tục ẩu đả. Trong lúc đánh nhau, Văn đã dùng con dao bấm đâm vào người Tý. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng Bùi Văn Tý đã tử vong. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.